và có đầy đủ quyến thuộc thanh tịnh viên mãn thù thắng. Đối với các bình pháp đã học, đạt đến chỗ rốt ráo, cầm khí trượng rất tài giỏi, hiên ngang bất động, có 64 tài năng, 18 môn học sáng suốt, tất cả các kỹ thuật đều tài giỏi, mọi người ai nấy đều khâm phục kính ngưỡng. Vì tài giỏi nên bỏ công ít mà được lợi nhiều, do đây mà mọi người cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen không lúc nào ngớt. Lúc này sự vui mừng của tráng sĩ tăng gấp bội, làm cho quyến thuộc cũng vui mừng lây. Vì có việc cần nên tráng sĩ đưa cha mẹ vợ con quyến thuộc lên đường đi đến phường khác. Trên đường đi băng qua vùng hoang vu hiểm nạn, trong đó có rất nhiều thú dữ, giả cướp, oán thù, mai phục đáng sợ. Quyến thuộc lớn nhỏ đều kinh hãi. Người tráng sĩ ấy nhờ có nhiều kỹ thuật oai hùng lẫm liệt nên thân tâm thản nhiên an ủi cha mẹ và quyến thuộc: đừng có lo lắng sợ hãi, không có chuyện gì đâu. Nhờ khả năng tài giỏi tráng sĩ ấy đưa quyến thuộc đến nơi an ổn, thoát khỏi ách nạn nên mọi người vui mừng sung sướng. Ở trong vùng hoang vu, tráng sĩ kia không bị thú dữ oán tặc giết hại. Là vì sao vậy? Vì tráng sĩ oai phong lẫm liệt, có đủ các kỹ thuật nên không sợ gì hết. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát cũng lại như vậy. Vì thương xót các hữu tình trong khổ sanh tử mà hướng dẫn họ đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, phổ duyên cho hữu tình phát sanh bốn vô lượng tâm, tâm cầu hành an trụ với bốn vô lượng, siêng năng tu tập bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, khiến màu viên mãn. Đại Bồ Tát ấy chưa viên mãn sáu pháp ba la mật đa, vì muốn tu học trí nhất thiết trí nhưng không chứng lậu tận. Tuy trụ vào pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện nhưng không chuyển theo thế lực đó, cũng không bị sự ngăn cản đó lôi kéo. Đối với môn giải thoát cũng không tác chứng, vì không chứng nên chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, nhất định đi đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, giống như chim cánh vàng bay lượn trên hư không, bay lượn tự do chẳng bị rơi xuống đất. Mặc dù nương hư không chơi, nhưng không chiếm lấy hư không, cũng không bị hư không làm trở ngại. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát cũng vậy, mặc dù luôn luôn tập trụ tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng trong đó không chứng, do không chứng nên chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác. Tu 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả và 18 pháp Phật bất cộng vân vân và vô lượng Phật pháp khác, nếu chưa viên mãn thì không bao giờ nương vào không vô tướng vô nguyện để mà chứng lậu tận. Thiện hiện giống như tráng sĩ có tài bắn cung giỏi, muốn chứng minh tài năng của mình bèn dương cung lên hư không, và mục đích muốn mũi tên bay trong hư không chẳng rơi xuống đất, nên lấy mũi tên sau bắn vào đuôi mũi tên trước, cứ lần lượt như vậy mãi, từng mũi tên nối tiếp nhau không rơi xuống được. Nếu muốn nó rơi, chỉ có cách là ngừng bắn mũi tên sau, lúc đó các mũi tên mới rơi xuống. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu được phương tiện thiện xảo bảo hộ, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nếu căn lành chưa thành thục, thì đối với trung đạo không bao giờ chứng thật tế. Còn như đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nhờ tất cả căn lành được thành thục, thì bấy giờ Bồ Tát mới chứng thật tế và đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cho nên này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu đều phải quan sát thật kỹ như vậy. Như trước đã nói về thật tướng của các pháp, tu các hạnh đại Bồ Tát mà hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bấy giờ thiện hiện liền bạch Phật: bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát thật là hy hữu, có thể làm những việc khó làm. Mặc dù luôn tu học thật tướng của các pháp, luôn tu học chân như pháp giới, pháp tánh cho đến cảnh giới bất tư nghì, luôn tu học pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, luôn tu học thánh đế hộ tập diệt đạo, luôn tu học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, luôn tu học ba môn giải thoát không vô tướng vô nguyện và tất cả pháp phần bồ đề khác, nhưng ở trong trung đạo chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phật bảo: thiện hiện, các đại Bồ Tát thề chẳng lìa bỏ các hữu tình, nghĩa là nguyện như vậy: nếu các hữu tình nào chưa được giải thoát sanh lão bệnh tử, thì ta quyết không bao giờ bỏ gia hạnh căn lành.
Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát dùng nguyện lực thù thắng mà nghĩ như vậy, nếu các hữu tình nào chưa giải thoát, trọn đời ta không lìa bỏ họ. Do phát khởi tâm rộng lớn như vậy, nên chắc chắn không bị thối lui, rơi lại giữa đường. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát luôn nghĩ như vậy, ta không nên lìa bỏ tất cả hữu tình, quyết làm cho họ được giải thoát. Nhưng các hữu tình hành theo pháp bất chánh, nên vì độ họ mà luôn sống trong sự tỉnh tĩnh của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, mặc dù luôn sống như vậy nhưng không thủ chứng. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát ấy thành tựu phương tiện thiện xảo thủ thắng, tuy luôn hiện khởi ba môn giải thoát cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, nhưng trong thời gian đó không chứng thật tế. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát thường ưa thích quán sát chỗ sâu xa ấy, nghĩa là thích quán sát pháp nội không, ngoại không, nội ngoại không, đại không, không không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, bản tính không, tự tướng không, nhất thiết pháp không, vô tính không, vô tính tự tính không. Cũng ưa thích quán sát bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện vân vân, tự tướng đều là không. Thiện hiện nên biết, quán như vậy rồi, đại Bồ Tát nghĩ, các loại hữu tình do năng lực của bạn ác mà có tưởng chấp về ngã, nói rộng cho đến tưởng chấp về người thấy, do tưởng chấp này có sở đắc, cho nên luân hồi trong sanh tử chịu các khổ. Vì đoạn tưởng chấp của các hữu tình nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì các hữu tình mà nói pháp thâm diệu để đoạn trừ tưởng chấp mà lìa khổ sanh tử. Bây giờ, tuy các đại Bồ Tát học ba môn giải thoát, nhưng không nương vào đây mà chứng thật tế. Vì không chứng thật tế nên không rơi vào quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, độc giác Bồ Đề. Nhờ suy nghĩ như vậy, đại Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thành tựu căn lành không chứng đắc thật tế. Mặc dù chưa chứng thật tế nhưng không thối lui làm mất bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng không thối lui làm mất bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng không thối lui làm mất pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng không thối lui làm mất tám giải thoát cho đến mười biến xứ, cũng không thối lui làm mất pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng không thối lui làm mất chân như cho đến cảnh giới bất tư nghị, cũng không thối lui làm mất thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng không thối lui làm mất bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng không thối lui làm mất các bậc Bồ Tát, cũng không thối lui làm mất pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng không thối lui làm mất năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng không thối lui làm mất mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng không thối lui làm mất đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, cũng không thối lui làm mất pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, cũng không thối lui làm mất trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng không thối lui làm mất vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Thiện hiện nên biết, bây giờ đại Bồ Tát ấy thành tựu tất cả pháp phần Bồ Đề cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đối với các công đức ấy không bao giờ suy giảm. Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng phương tiện thiện xảo mà nhiếp giữ. Trong từng sát na, bạch pháp tăng trưởng, các căn nhanh nhẹn, tất cả thành văn và độc giác không thể sánh kịp. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát luôn suy nghĩ các loài hữu, ngày đêm tâm thường hành bốn điên đảo là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, thấy điên đảo về thường, tưởng điên đảo, tâm điên đảo, thấy điên đảo về lạc, tưởng điên đảo, tâm điên đảo, thấy điên đảo về ngã, tưởng điên đảo, tâm điên đảo, thấy điên đảo về tịnh. Vì các hữu tình ấy mà ta hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tu hành đại Bồ Tát. Khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nói pháp không điên đảo cho các hữu tình, nghĩa là nói sanh tử, không thường không lạc, không ngã không tịnh, chỉ có niết bàn vi diệu tịch tĩnh mới đầy đủ các công đức chân thật của thường lạc ngã tịnh. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát ấy thành tựu niệm này hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng phương tiện thiện xảo mà nhiếp giữ, nếu chưa viên mãn mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, thì cuối cùng không chứng nhập định thù thắng của chư Phật.
Thiện hiện nên biết, khi ấy, Đại Bồ Tát ấy học ba môn giải thoát ra vào tự tại, nhưng chưa chứng thật tế cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Nhờ hành công đức nên chưa viên mãn hoàn toàn, không chứng thật tế và các công đức khác. Nếu khi nào đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà mới có thể chứng đắc. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy tu tập, tuy chưa viên mãn các công đức khác, nhưng đã tu viên mãn pháp môn vô nguyện Tam Ma Địa. Hết quyển thứ 517.